Fund said Thursday that China's currency was undervalued. Các ngân hàng thương mại của Trung Quốc đang thiếu tiền trầm trọng, đặc biệt là các ngân hàng nhỏ. Họ không thể tưởng tượng được rằng đến một lúc như lúc này, họ lại phải vác túi đi vay với một mức lãi suất cao kỷ lục 14-15%, thậm chí có lúc lên 25%. Tiền đang khan hiếm trên toàn hệ thống ngân hàng của Trung Quốc thời gian này. Một số ngân hàng lớn gần như giữ tiền khư khư và họ không muốn cho các ngân hàng vay tiền, hoặc là nếu cho vay thì với phải mức lãi suất cắt cổ. Một loạt những lý do giải thích cho tình trạng thiếu tiền của ngân hàng Trung Quốc là do vốn đầu tư nước ngoài giảm đột ngột, các công ty không chuyển ngoại tệ thành nhân dân tệ, khiến cho ngân hàng khan tiền. Tuy nhiên, theo các chiến lược gia, thì đây là hệ quả của việc các ngân hàng Trung Quốc quá dễ dãi cho các khoản vay, đặc biệt là vay bất động sản. Vấn đề đang trở nên trầm trọng hơn ở Trung Quốc khi mà thực kỳ bất động sản tăng nóng, các ngân hàng quá dễ dãi cho vay. Giờ thì thị trường đóng băng, hàng loạt các dự án được xây mà không có người mua, chủ đầu tư vay một khoản tiền lớn từ ngân hàng nhưng không thể chi trả, thế là ngân hàng.